This is the best. Oh my god, ngon ha. Thanh Vy ăn chả nước mía của mình nè, mày thử con. Có năm giải miếng rồi nè. Quẹt hết. Không sao, máu dê cũng gì kêu. Đồng quỳ đang hết cái tàu rồi. Kinh ghê quá. Ngon ha. Ừ. Hấp dẫn quá. Hồi xưa ăn cái tiết canh vịt ba con làm rất là ngon luôn. Tiết canh vịt em không ăn đâu, ăn ngon. Tiết canh vịt ăn được. Nhưng mà em nấu cháo em bỏ vô. Hả? Rồi ăn vậy mới ngon á. Đâu có bữa đó nó anh Cường bữa đó có nồi cháo nữa anh Cường quên. Ai ăn gì ăn em mới nói là ăn cái đó là ăn còn ngon hơn ăn cái vị anh. Chứ nó vua. Vậy cái tiết canh này mình bỏ vô lẩu giang được không? Vua khúc đờ cháo Việt Nam đi. And you put this one small and light with like you eat puree or something. Yeah. Oh my god, perfect. Yeah. 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 Because they make me. I know. It's good. Put that one in the rice. Yeah. I don't eat that one. I don't eat that one. I don't eat that one. Bro, shut your ass up. Yeah. Like okay, I'll try. Not right now. Hurry, I change my mind. Ngon quá. Không có tanh. Ừ, mà phải có miếng ớt vô nữa, đúng rồi. Nãy ăn không có miếng ớt. Oh my god, big black. Mẹ ăn dậu làm gì vậy hoài á. Hả? Oh my god, ngon quá. Thầy ăn thầy nữa. She eat and make me chả nước miếng. Mày hắn đi. Thấy là mày đảo hả? Ăn Việt Nam hấp dẫn. Sao mướt bạn? Thôi ăn hết quậy thôi. Ăn quậy bạn. Máu rồi, máu quá thôi thôi. Chút xíu rồi mệt lắm. Spicy. À đúng rồi, cho miếng ớt rồi trắng này vô coi. It's spicy. I'll do it. Ăn cái gì ngon không vậy? Oh yeah. It's a chaser with the leaf. Yeah, it's a chaser. Ooh, spicy. Oh my god. Yeah, eat that good. Oh yeah. Too spicy.
Ngon á. Hấp dẫn quá bà. Được. Mới ăn cái bia à. Lại bà kêu bỏ. Anh chị em chưa chưa đi. Không có bỏ ớt được, không có tát được không? Còn bỏ ớt thì mới ngon á. Nào bạn, có hả? Cái chó nào? No, chỗ nào bên no, when you pick up nước đây hả? When you pick up? Yeah. Yeah. Chỗ nào? Thôi nó cũng hỏi thôi, ok. Ok, có cá lụa ở trong, cá lụa ra cho tụi nó ăn.